Trời ơi, con chó nó cứ kêu. Đừng có kêu nữa, đang quay video mà. Trật tự đi. Tính mình thì rất là bựa, nếu như mà để quảng cáo cho mấy cái sản phẩm này thì chắc là mình sẽ quảng cáo kiểu như dầu dừa Việt Coco không còn dấu hiệu của tóc. Đấy, kiểu vậy á. Trời ơi, nói toàn nói lẫn thôi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Mình biết rằng chủ đề ngày hôm nay là một trong những chủ đề mà mọi người mong chờ nhiều nhất. Đó chính là chủ đề mà làm sao mình có cái mái tóc dài, mượt và dày đen như thế này, đúng không? Mình thấy rất nhiều bạn, chắc là mình phải nhận đến hàng trăm cái tin nhắn ở trên Facebook, ở trên fanpage, comment ở trên YouTube và hỏi mình là bí quyết làm sao mình có cái mái tóc đẹp đến vậy. Thế thì ngay trong video ngày hôm nay mình sẽ chỉ ra cho các bạn một vài những cái mẹo nhỏ và các cái sản phẩm bình dân mà mình sử dụng để làm sao sở hữu cái mái tóc dài và dày đen như thế này nhá. Và mình nói trước là các bạn đừng bất ngờ, bởi vì tất cả những sản phẩm mình dùng thì đều là những sản phẩm rất bình dân, có giá tiền cực kỳ hợp lý. Cho nên mình hy vọng là mọi người sẽ thích video này nhá. Trước khi bước vào video ngày hôm nay, mình muốn nhấn mạnh không nhận được bất cứ một đồng tiền quảng cáo nào từ các nhãn hàng mà mình giới thiệu với mọi người trong video ngày hôm nay. Cho nên mình mong rằng là mọi người sẽ có cái nhìn thật khách quan đối với những sản phẩm mà mình sẽ giới thiệu với mọi người trong video ngày hôm nay nhá. Thật ra thì cái quá trình chăm sóc tóc của mình ấy thì nó rất là đơn giản, thế nhưng mà mình thì lại thấy nó rất là hiệu quả. Theo như mình thấy thì một người bình thường một năm tóc chỉ có thể dài được khoảng tầm từ 10 đến 15 phân. Nhưng riêng bản thân mình ấy, thì tóc của mình trong một năm có thể dài lên đến 20 phân. Và bạn nào ấy mà xem những cái video cách đây của tầm 5 tháng thì mọi người sẽ thấy là mình cắt tóc đến đây. Thế nhưng mà bây giờ thì tóc mình nó đã dài xuống đến tận dưới này rồi. Và thực sự là tóc mình rất là khỏe. Hầu hết tất cả những bạn nào mà gặp mình ở ngoài hoặc các bạn bè đồng nghiệp của mình, các anh chị đồng nghiệp ấy, thì mọi người khi gặp mình đều ấn tượng nhất với mình đó chính là cái mái tóc của mình nó rất là đẹp. Thật ra để mà nói là tóc mình là tóc cực dày cực khỏe thì nó không có phải, nhưng mà lúc nào nó cũng bóng mượt và nó đen láy ấy. Cho nên là mình cũng muốn chia sẻ một vài những cái mẹo nhỏ, một vài những cái bí quyết của chính bản thân mình để có thể sở hữu một mái tóc dài đẹp như thế này nhá. Mà mình nói trước là tất cả những cái bí quyết của mình nó rất là đơn giản, và chắc chắn là khi mà mình up cái video này lên thì có nhiều bạn sẽ nói là cảm thấy thật là khó tin khi mà chỉ áp dụng những cái mẹo nhỏ như vậy mà lại có một mái tóc dài và dày như thế này. Nếu có ai mà hỏi mình một câu hỏi là trên cơ thể của mình tự tin cái gì nhất, thì mình sẽ nói là mình sẽ tự tin nhất là về cái mái tóc của mình. Ngày xưa ấy thì mình đã từng cắt tóc tomboy luôn mọi người, tức là tóc giống như tóc con trai luôn á. Sau đó thì tự bản thân mình nhận thấy á, là con gái thì hầu hết là đến 10 cô thì phải 9 cô để tóc dài đẹp. Và cũng có rất ít những cô gái, tầm khoảng tầm tính trên khoảng tầm 10 người thì chỉ có tầm từ 1 đến 2 người là phù hợp với tóc ngắn thôi. Và mình đã hỏi rất nhiều các anh đàn ông rồi thì hầu hết là các anh đàn ông đều nói là thích phụ nữ tóc dài. Còn về lý do vì sao mà các anh đàn ông thích phụ nữ tóc dài thì mình cũng không biết. Có thể là cái răng, cái tóc là góc con người. Khi mà nhìn thấy một người phụ nữ có mái tóc dài thì người ta sẽ nghĩ đến cái việc là người phụ nữ đó có sự nữ tính này, hoặc là người phụ nữ đó có sức khỏe tốt, hoặc là người đàn ông đấy thích nắm đầu con gái chẳng hạn. Cái này thì mọi người hỏi đàn ông nhá. Và sau đây thì mình sẽ chia sẻ với mọi người 5 tip cực kỳ đơn giản để làm sao mọi người có thể có mái tóc dài và đen nhánh như mình nhá. Điều đầu tiên ấy, khi mà mình quyết định mình để tóc dài, đó chính là ngày xưa thì mình để tóc rất là ngắn và cái màu nó hơi sáng. Thì khi mà mình quyết định để tóc dài ấy, là mình đã nhuộm cái tóc của mình lại cái màu tối, cái màu trầm. Từ đây cho đến đây thì mình vẫn đang còn là nhuộm tóc đen. Cái phần mà nhuộm tóc đen thì mọi người sẽ thấy là nhuộm tóc đen nó rất là hại tóc đúng không? Và làm cho tóc của mình giống như là tóc tẩy ấy, nó khô cực kỳ luôn. Thế nhưng mọi người thấy nhá, là cái phần tóc đen này của mình này nó vẫn rất bóng và rất là mượt. Thì mình không hề khuyến khích mọi người nhuộm tóc đen, bởi vì nhuộm tóc đen thì mọi người rất khó có thể nhuộm lại các màu khác, và nhuộm tóc đen thì làm tóc mình rất là khô. Cho nên là khi mà mọi người tóc sáng ấy, mọi người hãy nhuộm cái màu nào mà cảm thấy trầm nhất có thể ấy. Để làm gì? Để chúng ta ít thay đổi màu sắc trong cái quá trình chúng ta dưỡng tóc từ 6 tháng đến 1 năm nha. Khi mà mọi người muốn để tóc dài thì điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với mọi người là ngày bé thì mình cứ nghe mọi người nói là nếu như muốn tóc khỏe thì phải cắt tóc. Cho nên là đến bây giờ vẫn có nhiều bạn có suy nghĩ là nếu như muốn tóc dài nhanh thì phải cắt tóc, nhưng mà mình nghĩ điều đó hoàn toàn sai lầm nhé. Thật ra 1 năm các bạn chỉ nên cắt tóc 2 lần, và mỗi lần chỉ nên cắt tóc từ 1 đến 2 phân thôi. Tức là khi mà cắt tóc ấy thì mọi người chỉ bấm cái phần tóc nó bị sơ thôi. Còn nếu như 1 năm mà mọi người cắt tóc 2 lần mà mỗi lần cắt lên đến 5 phân ấy, thì mình nghĩ là mọi người có nuôi tóc mấy năm thì nó cũng không thể nào mà dài được đâu. Cho nên các bạn đừng nghe những cái lời của những người cắt tóc là phải cắt tóc cho tóc nó khỏe, tóc nó nhanh dài, không bao giờ có điều đấy đâu. Mọi người chỉ cần cắt cái phần tóc bị sơ, tóc bị rối, tức là cái phần đuôi tóc đi thôi. Còn nếu như bạn nào mà có tóc hỏng ấy, ngày trước mình cũng bị hỏng tóc, là mình bị cháy tóc thì mình cắt toàn bộ cái phần tóc cháy đấy đi luôn và mình nuôi tóc lại từ đầu. Còn nếu như tóc mọi người vẫn mềm mượt mà chỉ có phần đuôi này nó bị khô sơ thì mọi người mỗi năm, mình nói tối đa là mọi người chỉ bấm 2 lần, và mỗi lần chỉ bấm từ 1 đến 2 phân thôi nhá. Tip thứ hai mà mình muốn chia sẻ với mọi người rất là đơn giản thôi, mình rút ra từ chính bản thân mình luôn, là mọi người hãy bỏ hoàn toàn tất cả những cái lược dày,
lược có răng cưa dày ấy, và mọi người sử dụng những cái lược có răng cưa xưa như thế này, như cái lưỡi cày như này mọi người này. Và mọi người lưu ý nhé, chúng ta chỉ chải tóc lúc nào mà tóc chúng ta khô thôi. Còn khi nào tóc ướt thì hoàn toàn là không bao giờ được chải tóc, bởi vì lúc mà tóc ướt thì tóc rất dễ gãy rụng. Mình sẽ để một cái hình ảnh cho mọi người xem cái tóc của mình khi mà gội đầu xong. Sau mỗi lần gội đầu thì tóc mình chỉ rụng tối đa là từ 4 đến 5 sợi thôi. Thì mình sẽ để cái hình ảnh mà mình gội đầu xong, mình sẽ chụp ảnh lại cho mọi người xem nhé. Đấy là lý do vì sao ấy mà mọi người thấy tóc mình nó rất ít tóc con. Tức là cái tóc của mình nó rụng ít cho nên tóc con không mọc nhiều ấy, mà cái sợi tóc nó dài từ trên xuống dưới như thế này này. Và thực sự ấy là mình là con gái nhưng mà mình rất ít chải đầu, bởi vì tóc mình rất là mượt rồi. Khi nào mình cần gỡ rối ra ấy thì mình chỉ cần luồn tay vào như này. Đây mọi người thấy này, mình chỉ cần luồn tay vào như này là nó đã quá đủ rồi, cho nên mình rất ít sử dụng lược. Mình chỉ sử dụng lược trước khi gội đầu ấy. Trước khi gội đầu mà khi tóc còn khô ấy, thì mình chải qua một chút. Còn khi mà đã gội đầu xong rồi thì mình sẽ để tóc khô tự nhiên, và mình không bao giờ mình chải tóc khi mà tóc còn ướt hết. Đấy là theo quan điểm cá nhân của mình, là mình rất ít dùng lược và mình thấy tóc mình nó rụng bớt đi rất là nhiều. Tip thứ ba đó chính là mọi người hãy hạn chế cái việc sử dụng hóa chất trên tóc. Vì sao khi mà quá trình mình quyết định mình nuôi tóc dài ấy, là mình đã nhuộm cái tóc mình xuống cái màu trầm nhất có thể. Và mình cũng thấy đó là một cái sai lầm khi mà mình quyết định mình nhuộm tóc đen. Mình khuyên mọi người là nếu như mọi người muốn nhuộm cái tóc mình trầm xuống thì hạn chế hết mức có thể là nhuộm màu đen nhá, bởi vì nhuộm màu đen thì tóc mọi người sẽ rất dễ hư tổn và rất dễ khô. Nó giống như là tẩy tóc ấy. Và mọi người thấy này, vì cái quá trình chăm sóc tóc của mình nó rất là tốt, cho nên là khi mà mình nhuộm tóc đen thì từ đây đến đây của mình nó vẫn là tóc đen nhá. Nhưng mọi người thấy nhá, dưới ánh đèn nó vẫn bóng như thế này này, là bởi vì sao, là mình có sử dụng thêm một vài các cái sản phẩm để dưỡng tóc, và mình cũng bấm bớt cái đuôi tóc này đi ấy, để cho tóc của mình dù nhuộm đen nhưng mà nó vẫn có thể óng khỏe như bình thường. Cho nên mọi người nhớ này, nếu như trong một năm mà mọi người quyết định nuôi tóc ấy, thì mọi người hãy dừng hoàn toàn hóa chất tác động lên tóc. Mình lấy ví dụ như là mọi người nhuộm tóc này, uốn tóc, trời ơi cái uốn tóc này cực kỳ dễ làm hỏng tóc luôn. Tiếp theo là ép tóc. Nếu như mọi người thực sự muốn nuôi tóc của mình thì trong một năm đó mình khuyên mọi người là mọi người hãy dừng hoàn toàn những cái việc tác động hóa chất trên tóc. Mọi người chỉ cần nhuộm lại tóc một cái màu trầm nhất có thể, nó gần với cái màu tóc thật của mọi người ấy, là để khi tóc mà mọi người dài ra mọi người không cần phải nhuộm lại nữa. Và đây là mình chỉ có lời khuyên đối với những bạn nào mà tóc mọi người chưa tẩy thôi nhá. Đối với những bạn mà đã tẩy tóc rồi thì rất khó để phục hồi tóc. Chỉ có cách là chúng ta cắt hết cái phần tẩy đi để có thể nuôi tóc lại từ đầu thôi. Và tiếp theo đó là mình rất ít sử dụng nhiệt ở trên tóc. Mọi người có biết là mình đã từ bỏ hoàn toàn máy sấy chắc là phải khoảng tầm 3 năm nay rồi á. Và nếu có dùng á thì mình đều sấy lạnh, tức là mình ngồi trước quạt hoặc là mình bấm cái máy sấy nó ở chế độ sấy lạnh, nhưng mình không bao giờ sấy nóng tóc hết. Và khi mà mình bỏ hoàn toàn máy sấy thì mình thấy tóc của mình đủ độ ẩm hơn rất là nhiều. Nhiều bạn thì rất có cái sở thích là mọi người thích uốn tóc ấy bằng cái máy nhiệt. Nếu như mọi người muốn uốn tóc thì thà là uốn luôn. Còn hơn nếu như mà ngày nào mọi người cũng xử lý một cái lượng nhiệt rất lớn ở trên tóc á thì chắc chắn là tóc của mọi người không sớm thì muộn nó cũng sẽ hỏng thôi. Nếu như mọi người cứ ra cái tiệm uốn tóc của mọi người dưỡng kiểu tóc thì cứ thấy là các anh ấy cứ bôi một cái lớp dầu dưỡng lên trên tóc, nhưng mình nói thật luôn là cái lớp dầu dưỡng này không ăn thua. Nó không thể nào mà bảo vệ tóc của mọi người trước cái lượng nhiệt lớn như vậy. Cho nên là trong một năm mà quyết định nuôi tóc ấy, thì mọi người có thể áp dụng những cái tip mà mình đã chia sẻ cho mọi người, là mọi người hạn chế sử dụng nhiệt lên tóc, và thứ hai là trong một năm đó chúng ta hãy nghỉ hoàn toàn tác động hóa chất lên tóc nha. Chúng ta chỉ nhuộm một lần đầu tiên thôi, mọi người hãy nhuộm cái màu tóc nào mà gần sát với cái màu tóc tự nhiên của mọi người nhất, có thể là màu nâu đen này, có thể là màu nâu hạt rẻ trầm này, vân vân nhá. Và cái thời điểm ấy khi mà mình cắt tóc ngắn như tomboy ấy, nếu như mình còn cái hình ảnh mình để tóc ngắn thì mình sẽ cho mọi người xem lúc mà mình để tóc ngắn như thế nào nhá. Thì khi mà mình để tóc ngắn á là mình ghét nhất là cái quá trình mà nuôi tóc mình từ ngắn này cho đến dài mà nó nằm ở cái khúc giữa giữa này. Khi nào tóc mình nó cũng vểnh hết cả ra như thế này nhìn buồn cười không chịu được. Nhưng mà chỉ cần mọi người chịu khó trong khoảng tầm 6 tháng thôi thì tóc nó từ đây này xuống đến đây rất là nhanh, nếu như mọi người sử dụng một cái sản phẩm giống như mình. Mình thì mình đã dùng rất nhiều những sản phẩm trên tóc rồi, có những cái sản phẩm rất là đắt tiền, có những chai dầu dưỡng lên đến cả triệu đồng. Cũng đã sử dụng những cái sản phẩm rất là thiên nhiên như là tinh dầu bưởi, răm ba cái tinh dầu bưởi hay là các loại tinh dầu, nhưng mà nó không ăn thua mọi người ạ. Nhưng mà mọi người muốn tóc mình dài và tóc mình khỏe thì mọi người hãy sử dụng cái sản phẩm này nhá. Đây là dầu dừa, và cái dầu dừa này có tên là Việt Coco, dầu dừa nguyên chất. Đây là mình có hai chai, một chai này là mình để dưỡng tóc, một chai này mình để dành, với cả có một chai nữa thì mình để trên nhà tắm. Thì vì sao mà mình sử dụng cái sản phẩm này và mình sử dụng cái sản phẩm này như thế nào? Cái dầu dừa của Việt Coco này rất là rẻ nhá. Cái này mình mua trên Vinmart hoặc trên các cái siêu thị thì giá nó chỉ dao động từ 38 cho đến 40 nghìn thôi mọi người, rất là rẻ. Đấy là lý do vì sao mà mình mua 3 chai cùng một lúc. Và mình thì mình không có quảng cáo cho cái hãng Việt Coco này, mà đây chính là cái sản phẩm mà mình dùng để dưỡng tóc. Tính mình thì rất là bựa, nếu như mà để quảng cáo cho mấy cái sản phẩm này thì chắc là mình sẽ quảng cáo kiểu như dầu dừa Việt Coco không còn dấu hiệu của tóc. Đấy, kiểu vậy á. Mình không hợp với quảng cáo mọi người ạ. Nếu như mà đặt máy quay để mình nói một cách tự nhiên thì mình sẽ nói được, còn nếu như mà nói quảng cáo theo kịch bản là mình không thể nào mình nói được. Cho nên những cái điều mà mình chia sẻ trong video ngày hôm nay, mọi người hãy cứ tin đó là những điều mà hiện nay trong cuộc sống mình đang áp dụng. Cái dầu dừa của Việt Coco này, nếu như mình nhớ không nhầm á là nó có hai dòng, một dòng là để uống để nấu ăn, và cái dòng này là cái dòng có cái vòi xịt như thế này này.
thì đây là cái dòng mà mình đọc ở trên này thì nó có tác dụng là dưỡng da, dưỡng môi và chăm sóc tóc. Cho nên mọi người nhớ mua đúng cái loại này nhá, chứ không phải là cái loại chai to đùng mà để nấu ăn đâu. Việt Coco này nó có hai dòng, mọi người lưu ý nhá. Mình có hai cách để sử dụng cái dầu dừa này. Thứ nhất ấy thì mọi người có thể trộn trực tiếp cái dầu dừa này vào dầu gội đầu mà mọi người thường hay gội. Hiện nay thì mình đang sử dụng cái sản phẩm này, đây là dầu gội đô, và mọi người có thể áp dụng đối với tất cả những loại dầu gội mà mọi người thích. Cái này không quan trọng nhá. Mình thì mình thích sử dụng nhất là Pantene, thế nhưng mà đợt này tự nhiên không hiểu sao đi ra siêu thị lại mua hai chai, một chai dầu gội và một chai dầu xả đô, cho nên là thôi đã lỡ mua thì cứ dùng. Nhưng mà quan trọng nhất là cái cách mình sử dụng cái sản phẩm này này. Khi mà gội đầu á là mình bóp cái dầu gội đầu ra tay, sau đó mình xịt 4 lần, 4 hoặc 5 lần cái dầu dừa này, sau đó trộn đều vào mình gội lên tóc mọi người nhá. Và mình để trên tóc như thế khoảng tầm 3-4 phút gì đó. Sau đó thì mình gội lại với nước như bình thường và mình vẫn dùng dầu xả phần đuôi tóc nhá. Và có nhiều bạn hỏi mình là nếu như sử dụng cái dầu dừa này để trộn vào dầu gội đầu thì có làm da đầu của mình nó bị nhanh bẩn, nó bị dầu hay không? Thì mình khẳng định là không nhá. Bởi vì khi trộn cái dầu dừa này vào dầu gội đầu ấy, khi mọi người gội đầu tạo bọt lên ạ, và khi xả nước đi thì cái dầu dừa này nó cũng đã trôi theo nước đi rồi. Cho nên là chắc chắn không có cái chuyện là nó làm cho cái da đầu của mọi người bị dầu hay là bị bẩn nhá, không có chuyện đó đâu. Và chắc chắn là khi mọi người trộn dầu gội đầu với cái dầu dừa này trong khoảng tầm 1-2 tuần đầu tiên thì mọi người chưa thấy hiệu quả đâu. Nhưng mà mình chắc chắn là nếu như mọi người sử dụng cái dầu dừa này trộn với cả dầu gội đầu mà gội đầu đến tuần thứ tư hoặc tuần thứ năm thì mọi người sẽ thấy cái chân tóc của mọi người nó khỏe và nó rất là bóng. Tiếp theo đó thì mình sẽ sử dụng cái sản phẩm này như thế nào, đó chính là khi mà dùng dầu xả xong nhá. Lúc mà dùng dầu xả thì mình cũng không có bôi lên trên cái phần chân tóc đâu, mình chỉ bôi cái phần ở đuôi tóc. Thì mình sẽ cuốn khăn tắm lên và lau hơi khô tóc một chút khi mà tóc nó còn ẩm á. Thì mình sẽ tiếp tục xịt cái sản phẩm dầu dừa này. Mọi người lưu ý là chỉ từ 1 đến 2 lần xịt. Nếu như mọi người xịt khoảng tầm 3-4 lần là tóc mọi người nó sẽ rất là bết ở phần đuôi á. Nhưng mình khẳng định là nếu như mọi người chỉ xịt 1 xịt hoặc 2 xịt thôi thì khi mà vuốt vào trong đuôi tóc này thì cả ngày mọi người sẽ thấy cái đuôi tóc này của mình nó rất là mượt và rất là bóng. Thì mọi người thấy này, đây là tóc của mình nhuộm đen chắc mình nghĩ là cũng phải 2-3 lần rồi á. Và mình đã sử dụng cái dầu dừa này để dưỡng tóc thì mọi người thấy là cái phần đuôi tóc của mình nó vẫn rất là óng, rất là mượt và không bị chẻ ngọn. Và nếu như bạn nào gặp mình ở ngoài, mọi người mà đi gần mình hoặc ngồi cạnh mình sẽ thấy một cái mùi ngọt ngọt ở trên tóc mình thì chắc chắn đó chính là mùi dầu dừa đó. Thì cuối cùng thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái sản phẩm mà mình đã uống để làm sao dưỡng cho da mình đẹp này, dưỡng cho tóc mình đẹp và dưỡng cho móng tay móng chân của mình nhanh dài và khỏe hơn. Đó chính là cái sản phẩm này. Đây chính là cái sản phẩm L-Sitin. Và mọi người nhớ nhá, là rất nhiều bạn nhắn tin trên trang cá nhân của mình và hỏi là mình mua cái L-Sitin này ở đâu. Thì mọi người chỉ cần đi ra hiệu thuốc và hỏi thì người ta sẽ bán cho mọi người cái L-Sitin này. L-Sitin này là tên thành phần mọi người nhá. Còn cái tên sản phẩm này là khác nhau thì là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng mà cái hoạt chất mà mình sử dụng tên là L-Sitin mọi người nhá. Và cái hộp này thì rất là rẻ. Đây mọi người này, giá nó chỉ có 75.000 một hộp thôi và mỗi ngày thì mình uống từ 2 đến 4 viên. Hoặc là trong 1 tháng thì mình sẽ uống từ 15 đến 20 ngày, sau đó mình nghỉ 10 ngày rồi tháng sau mình lại uống 15 đến 20 ngày tiếp. Và mọi người nhớ nhá là không được uống cái sản phẩm này liên tục. Bây giờ thì mình sẽ đọc ở trên cái tờ hướng dẫn sử dụng này để mọi người biết là cái sản phẩm này nó có tác dụng như thế nào nhá. Cái này thì nó sẽ hỗ trợ điều trị trong các trường hợp là viêm da do thuốc này, sạm da, tàn nhang, sạm nắng, mề đay, phát ban da, mụn trứng cá và các biểu bì làm móng tóc khô giòn dễ gãy. Thì mình đã chia sẻ cái sản phẩm này rất nhiều trong cái quá trình trị mụn của mình rồi. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà mình rất thích. Mình uống vào thì mình thấy da mình sáng hơn này, khỏe hơn này, giảm mụn hơn mọi người nhá. Và mình thấy những cái đốm nâu trên da của mình nó cũng mờ đi. Và quan trọng nhất nữa là khi mà uống cái sản phẩm này vào ấy thì mình thấy là tóc của mình rất nhanh dài và móng tay của mình ấy, khi mà mình đi làm nail, làm gel ấy mọi người, thì nó đẩy móng lên rất là nhanh. Và mình thì mình không có link của tất cả những cái sản phẩm mà mình giới thiệu với mọi người trong video ngày hôm nay. Do có quá nhiều bạn hỏi cho nên là mình chia sẻ với mọi người thôi. Tất cả những cái sản phẩm mình chia sẻ trong video ngày hôm nay mọi người đều có thể mua ở Vinmart, như là dầu dừa này, dầu gội đầu và sản phẩm này, thì mọi người cứ đi ra hiệu thuốc và hỏi cái hoạt chất là L-Sitin. Còn tên cái thuốc này thì nó có nhiều hãng sản xuất khác nhau. Cái sản phẩm mà mình hay dùng nhất là cái sản phẩm hộp có hình con hươu như thế này mọi người này. Mọi người có thể sử dụng của Hàn Quốc cũng được, của Việt Nam cũng được, miễn là có cái thành phần L-Sitin 500mg. Và mình đã uống cái sản phẩm này chắc là tính đến thời điểm này cũng phải 2 năm rồi, thì mình thấy nó có tác động rất tốt trên tóc của mình này, trên móng tay và trên cả cái làn da của mình nữa, cho nên là mọi người cứ yên tâm. Nhưng mà chắc chắn là phải đi theo chỉ định nhá. Đối với những cái sản phẩm thuốc tây như thế này, đã là thuốc thì chắc chắn là có tác dụng phụ, cho nên là mọi người lưu ý một điều là chúng ta tuyệt đối không được uống quá liều lượng. Và mọi người lưu ý nhá là cái sản phẩm này mọi người sẽ uống trong lúc ăn, tức là lúc mà đang ăn ấy thì mọi người sẽ uống kèm cái thuốc này luôn, bởi vì cái thuốc này nó bão hòa, nó tan trong cơ thể rất là tốt trong cái môi trường có dầu. Và mình đọc ở trên này ấy thì thấy cái thuốc này thực sự là nó không có quá nhiều tác dụng phụ. Và trong này thì mình đọc mình thấy là thận trọng nếu xảy ra buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, táo bón, ngứa, chán ăn, khó chịu ở bụng nên ngưng dùng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ. Tuân theo liều dùng được đề nghị. Cảnh báo là không nên dùng cho những bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận nặng và hôn mê gan. Nên dùng thuốc này thận trọng ở những bệnh nhân bị sít tin niệu.
Tức là về tác dụng phụ của thuốc này nó không có nhiều, nhưng mà chắc chắn là mọi người phải đi theo chỉ định. Và khi mà uống cái sản phẩm này ấy, thì mình thấy là tóc mình khỏe lên rất là nhiều, móng tay mình đẩy lên rất là nhanh ấy. Và da của mình thì mọi người thấy này, là chắc chắn là phải có sản phẩm dưỡng da thì da của mình nó mới đẹp lên. Nhưng mà chúng ta cũng phải bổ sung những cái chất ở phía bên trong cơ thể ấy. Và chúng ta cũng phải uống những cái thực phẩm chức năng để làm thế nào mà cho cái cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và da dẻ của chúng ta tốt hơn. Mình thì mình không muốn nói quá nhiều về thành phần của sản phẩm cũng như thành phần của thuốc, bởi vì thứ nhất mình không phải là bác sĩ, thứ hai nữa là mình không biết quá nhiều về thành phần. Thế nhưng mà khi mình đọc về cái hoạt chất L-citin này ấy, thì nó là một cái hoạt chất mà giúp cơ thể của chúng ta sản sinh ra cái chất gọi là cái chất glutathione. Và cái chất đó thì có tác dụng rất tốt trong cái việc thứ nhất là làm trắng da, đào thải các cái hắc tố melanin trên da và làm khỏe hơn tóc và móng của chúng ta. Và quan trọng nhất là cái sản phẩm này nó rất là rẻ, một hộp 60 viên này chỉ có 75.000 thôi, thì mọi người có thể uống từ 1 tháng cho đến 1 tháng rưỡi nhá. Và đó chính là những cái sản phẩm và những cái mẹo rất là nhỏ mình áp dụng để chăm sóc tóc của mình. Video ngày hôm nay đến đây thì cũng khá là dài rồi. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì mọi người đã dành thời gian quý giá của mình để xem video này đến tận giây phút này. Ở cuối video thì mình cũng không biết nói gì hơn. Mình chúc tất cả những bạn nam và những bạn nữ đang xem video này luôn luôn xinh đẹp nhá. Và sẽ có một mái tóc dài và suôn mượt như ý. Và nếu như mọi người thấy video này bổ ích thì đừng quên cho mình một lượt like, subscribe và đừng quên nhấn vào nút chuông để nếu khi nào mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì mọi người đã luôn luôn ủng hộ mình. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.